Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết được tất cả những nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, mày phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn. Chào em. Em có thể giới thiệu cho anh một loại cocktail nào ngon ngon được không? Em quay lại để làm gì vậy? Lần đầu của em, nên là em muốn có kỷ niệm. Em còn đi học mà. Em chưa 18. Wow. Thôi đi! Tại sao anh giấu làm vậy em? Anh không có một cái mà. Mày bây giờ là phải yêu một anh trưởng thành. Cái thằng Đanh này nó sẽ phải đau vì nó đã đánh mất một đứa như mày. Công an á, nhìn vô cái này, người ta có nghĩ là em tự nguyện không nhở? Alo, tụi mày 113 nghe đây. Anh phải làm gì để em xóa cái clip đó? Lịch làm bạn trai của em đã né hết lịch anh đi làm ra rồi. Còn lại anh là của em. Nếu mà anh không muốn đi tù á, thì đừng có dở chứng nha em. Anh nghĩ anh thoát được em hả? Em thoát anh em bỏ em luôn. Chết mày rồi. Anh đu. Cái vụ này chẳng... Anh sợ con người em rồi đó. Em có lý do riêng của em mà. Vinh đang cần một người đàn ông để làm bạn trai, chứ không cần một thằng con trai đang tập làm đàn ông. Anh ơi, em xin lỗi. Trò chơi nào cũng phải đến lúc kết thúc thôi. Tôi là Hùng, ba của Linh Đan. Tôi tới đây tìm con gái của tôi. Gái chưa 18 mày còn quen, có chuyện gì mày không dám? Tao xin lỗi mày.